thông tin liên quan tới vụ tai nạn thương tâm khi bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông sâu 35 m ở Đồng Tháp. Theo thông tin mới nhất, sau 2 tháng xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu báo cáo lại toàn bộ sự việc và rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy liên quan vụ bé Hạo Nam tử vong do lọt xuống lỗ cọc bê tông ở Đồng Tháp, tại hội nghị ra ban báo chí ngày 28 tháng 2, bà Lê Thị Kim Loan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh này báo cáo toàn bộ vụ việc. Cụ thể, theo bà Loan, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, ngành công an, địa phương huyện Thanh Bình tập hợp, cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc. Về kinh phí tổ chức cứu hộ, hiện đang thống kê lại những đơn vị tham gia hỗ trợ trong quá trình cứu nạn cứu hộ bà loan nói qua vụ việc lãnh đạo tỉnh cũng rút kinh nghiệm thừa nhận là lúc đầu có lúng túng do vụ việc xảy ra bất ngờ chưa có tiền lệ mặc dù xử lý nhanh nhưng sự cố phức tạp nên không thể cứu sống được cháu bé đây cũng là bài học trong thực hiện các công trình dự án phải lưu ý đến an toàn lao động trong vận hành cơ chế khi xử lý một tình huống một vấn đề nào đó theo thượng tá trần trung quốc trưởng phòng tham mưu công an tỉnh đồng tháp cho biết qua điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ tai nạn lao động không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, đại diện công an tỉnh Đồng Tháp đồng thời cho biết thêm, vụ việc cũng có một phần lỗi của đơn vị thi công. Sự cố rất là hi hữu. Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại khu vực công trình mố cầu Rọc Sen thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, bốn cháu cùng ngụ địa phương rủ nhau đi vào khu vực công trình nêu trên để nhặt sát vụn. Do bất cẩn nên cháu Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống lỗ cọc bê tông ly tâm D500 tại mối M A trụ C1 M A. Lỗ cọc đường kính 0,25 m, độ sâu 3,5 m, độ cao từ mặt đất xuống đầu cọc khoảng 3 m. Đường kính miệng lỗ mặt đất rộng khoảng 60 cm có dạng hình phễu hình thành do quá trình máy ép cọc. Thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa ăn cơm. Trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường. Thời gian đầu nghe tiếng Nam kêu la, nên cha Nam cùng nhóm công nhân thả dây dài xuống khoảng 5 mét, xuống lỗ cọc bê tông để kéo cháu Nam lên. Khi kéo được khoảng 1 đến 2 mét thì cháu Nam bị tuột tay, ít phút sau thì không nghe cháu Nam kêu nữa. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã, Công an huyện cùng các lực lượng chức năng đến ngay hiện trường nắm tình hình vụ việc. Đồng thời, công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường, triển khai giải pháp cứu nạn nhân, có mặt khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra. Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí của cháu Nam đã qua đốt cọc thứ hai và thứ ba ở độ sâu hơn 24 m nhanh chóng triển khai bơm khí oxy xuống phía dưới đáy trụ bê tông và triển khai các biện pháp cứu hộ. Tuy nhiên, do địa hình, địa chất phức tạp, phương tiện chuyên dụng cứu nạn cứu hộ còn thiếu thốn. Đến ngày 4 tháng 1, sau nhiều ngày nỗ lực cứu hộ, quan sát bên trong lòng cọc có nước, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cùng cơ quan chức năng, y tế, công an dựa trên kết quả điều tra thu thập được tại hiện trường và các điều kiện bảo tồn sự sống, nhận định và kết luận nạn nhân đã tử vong nên chuyển sang phương án tìm kiếm và đưa nạn nhân lên mặt đất. Đến 1 giờ 20 phút ngày 20 tháng 1, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân lên mặt đất, bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật. Sau khi khám nghiệm đã bàn giao nạn nhân cho gia đình lúc 3 giờ cùng ngày. Bước lọt chân của bé Hạo Nam xuống trụ bê tông là sự cố không ai mong muốn, dẫn đến hậu quả đau lòng không gì có thể bù đắp. Sự việc trên là lời cảnh tỉnh là bài học sâu sắc cho tất cả các chủ công trình trong việc đảm bảo an toàn lao động cũng như là giám sát chặt chẽ khu vực công trường, cần thiết phải đậy nắp bảo vệ những hố sâu, có như vậy mới hạn chế những tai nạn không đáng có xảy ra.